Còn vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1985, đối tượng sống lang thang ở khu vực Nghĩa Trang ở xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, là nghi can trong vụ sát hại bé gái 4 tuổi. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 3, Hưng đến gia đình anh Lê Thái Sơn tại xã Hưng Tiến xin phép chở bé Lê Đỗ Trâm Anh, 4 tuổi, lên thăm mộ ông bà ngoại của bé. Do quen biết nên anh Sơn đã đồng ý. Tuy nhiên, Hưng đã chở bé Trâm Anh vào lô cao su ở ấp 4 rồi hiếp dâm bé gái. Sau đó, vì sợ bị lộ, đối tượng đã quăng bé Trâm Anh xuống giếng bên cạnh rồi bỏ trốn vào mỏ đá. Không thấy con về, anh Sơn đã trình báo công an. Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng đã kiệt sức do nhiều ngày chưa ăn. Ngay lập tức, Hưng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, Hưng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.